Như thế này được một khẩu trang. Đây cũng được một cái khẩu trang này. Rất là an toàn bởi vì là nó có tinh dầu này. Tinh dầu bưởi này là nó kháng khuẩn rất là tốt. Cho nên là cái này còn tốt hơn gấp vạn lần các loại khẩu trang y tế mà bây giờ người ta đang bán tăng giá ầm ầm. Xin chào các bạn. Trên tay mình đây là một quả bưởi nha. Đấy, quả bưởi, các bạn có biết là mình sẽ làm gì với quả bưởi này không? Chắc chắn là sẽ không ai biết được mình sẽ làm gì đâu. Mấy ngày vừa qua thì cái cơn sốt khẩu trang, cơn sốt khẩu trang vì cái dịch cúm đường hô hấp ấy, corona thì nó đang sốt, cho nên là tìm khẩu trang rất là khó khăn. Cho nên là hôm nay mình phải chế tạo ra một loại khẩu trang đặc biệt. Đây, khẩu trang từ quả bưởi này nha. Bây giờ mình sẽ làm cái khẩu trang. Đây, đầu tiên các bạn cắt đi một nửa quả. Thật chặt quá. Đây, mày phải nói gì không? Thế này khi lấy được cả hai cái khẩu trang luôn các bạn ạ. Đây. Đây. Cái này mình phải kiếm thêm một cái cái dây nữa là mình sẽ làm được cái khẩu trang. Đây, sau khi lột quả bưởi ra là mình sẽ được hai miếng vỏ bưởi như thế này. Đấy, thì cái này là làm khẩu trang là rất là tốt các bạn. Như thế này là được một cái khẩu trang. Như thế này là được một khẩu trang. Đây cũng được một cái khẩu trang nữa. Rất là an toàn bởi vì là nó có tinh dầu này. Tinh dầu bưởi này là nó kháng khuẩn rất là tốt. Cho nên là cái này còn tốt hơn các loại khẩu trang y tế mà bây giờ người ta đang bán tăng giá ầm ầm. Cái này tuy là nó là tất cả 100% là sản phẩm từ tự nhiên nhé. Đây là vỏ có bưởi. Đấy, nó có tinh dầu bưởi là nó khắc được vi khuẩn vào đây. Thì các bạn dùng như thế này là thoải mái. Các bạn đợi mình một lát nữa là mình sẽ đi lấy dây mình làm đúng khẩu trang luôn. Ok. Bây giờ là mình sẽ tiến hành làm khẩu trang đây các bạn. Trước mắt là mình dùng cái lỗ đây. Thêm cái đây nè. Đây, đây là chiếc khẩu trang tự chế của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đeo cho các bạn xem. Đấy, các bạn có nghe thấy gì không? Bây giờ mình nói là không ai nghe thấy cái gì hết á. Nào, mình nói là không ai nghe thấy cái gì hết. Đây, cái khẩu trang này. Khẩu trang này rất là an toàn, rất là dễ thở luôn, mùi rất là thơm. Đấy, đặc biệt là bên ngoài của nó này. Đặc biệt là bên ngoài của nó là vẫn còn cái tinh dầu của bưởi ấy. Nên là nó kháng khuẩn rất tốt. Đây. Đấy. Đây thì với một quả bưởi các bạn có thể làm được hai khẩu trang hoàn toàn tự nhiên. Đấy, đây ok, nếu các bạn mà thấy ý tưởng của mình hay thì hãy cho mình một like và một chia sẻ nha. Xin chào các bạn. Bây giờ là mình sẽ đi đến những nơi có dịch corona để mình chiến đấu.